Rồi, bây giờ là 9:30 rồi, chúng em sẽ bốc
cho may mắn nhường đầu tiên cho quý vị nha. Đây, ai có những tờ ở đây mà mình chưa may mắn, mình lần đầu sau mình ghi tên và số điện thoại, xếp càng nhỏ càng tốt, bỏ vào thùng năm ở đây giúp em ạ. Rồi, chúng em sẽ bốc thăm may mắn lượt đầu tiên. Rồi, ai may mắn nhất chúng em sẽ đi xin cho vị khán giả, đó là 200 ngàn đồng cùng với đường chiếc lập xưởng từ bếp và lộ. Dạ, quý vị ơi, những tờ đó thăm hợp lệ sẽ là những tờ đó thăm ghi đầy đủ thông tin họ, tên, kèm số điện thoại. Và bên cạnh đó, những tờ đó thăm phải là những tờ đó vé hợp lệ trong vòng loại của ngày hôm nay nha quý vị nha. Rồi, thêm một lần nữa, còn vị khán giả ở xa đó luôn, à chưa bỏ những tờ đó thăm lên trên sân khấu không ạ? Nếu em cảm nhận thấy cái điều là mình đã bỏ lên hết trên thùng thăm trên sân khấu này và thì bây giờ em sẽ tiến hành xào lên, trộn lên, lựa chọn thăm một tờ lá thăm duy nhất để tìm ra một vị khán giả may mắn nhất của vòng loại này. Vậy cho em hỏi là còn ai không ạ? Còn hả? Dạ còn nhanh chọc ơi. Đi đâu đâu ủa? Còn hay giờ. Dạ, ngày hôm nay lạp xưởng sẽ có một thương vị mới nữa cho quý vị, thì bây giờ mới kẹp vô đó. Thì quá trời luôn rồi. Dạ, chúng ta còn thấy một vị khán giả nữa. Dạ rồi ạ. Rồi, bây giờ em sẽ tiến hành xào lên quý vị nha. Bàn tay em gái người đẹp bé ba. Thành bại tại bé ba như quý vị nha. Không biết sẽ là vị khán giả nào đây ạ? Tôi là bé màu hồng. Cho em hỏi là ai chọn cái bé màu hồng đây ạ? Chỉ có hai màu thôi. Ủa? Bạn nghèo ạ. Yeah! Không có cái mọc đâu. Hiếu 1040. Anh Hiếu 1040. Yeah! Hiếu Nam Bu. Ba tổ chức kiểm tra mã số đồng loại 3982 hợp lệ không ạ? Hợp lệ. Xin mời Hiếu mình đọc lại đầy đủ số điện thoại của mình ạ. 0896431040 hợp lệ nha quý vị nha. Và đây sẽ là phần quà dành tặng cho anh Hiếu cho vòng loại bốc thăm 9:30. Dạ. Quý vị, chúng ta sẽ còn 2 lần bốc thăm nữa vào khung giờ 10:30 và 11:30. Rất là mong quý vị sẽ ở đến cuối chương trình. Để dạ. Dạ, chúc anh Thiếu là ăn cái lập xưởng nó ngon miệng ạ. Dạ. Rồi, chúng em còn hai được bốc thăm nữa nha quý vị nha. Nhớ nha, 10:30 và 11:30 nha quý vị. Và ngay bây giờ, quý vị nào đang sở hữu những tờ lá vé trên tay xin xuống mắt vào sân khấu chuẩn bị cho số. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ở trong đây này chị ơi, với năm con banh mà thôi, quá là may mắn luôn. Đâu rồi? Con đây ký hiệu 3997. Hôm nay 44. Có không? 57. Có 2. 35. Có 3. 13. Hợp lệ. Em ơi, cặp hình chị cưng, chủ nhân thứ 2. 3998. Hợp lệ. 44. Có 1. 57. Có 2. 35. Có 3. 13. Hợp lệ. Và hợp lệ luôn, dòng này chúng ta có 2 chủ nhân. Rất là may mắn gặp lại dòng này, cái gì ha. Cho mới 5 con anh mà thôi anh chị.